Các con thân mến, ở hoạt động thứ nhất, cô và các con vừa luyện đọc thành tiếng. Và ở hoạt động thứ hai này, cô và các con cùng nhau luyện đọc hiểu bài đọc Hừng Đông Mặt Biển. Bây giờ, cô mời các con đọc lại bài đọc Hừng Đông Mặt Biển và cho cô biết những từ các con thấy khó hiểu. Trong bài đọc này, các con lưu ý nghĩa của một số từ sau. Du ngoạn, từ này có nghĩa là đi chơi ngắm cảnh. Từ thứ hai đó là từ can trường. Can trường có nghĩa là gan dạ, không sợ nguy hiểm. Từ tiếp theo đó là từ nguy nga. Nguy nga có nghĩa là to lớn, đẹp đẽ, uy nghi, thường dùng cho các công trình kiến trúc. Cô ví dụ với các con, khi chúng ta thấy một tòa lâu đài như thế này, chúng ta có thể nói là tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Từ tiếp theo đó là từ thon thả. Từ này có nghĩa là có vẻ thon và đẹp. Ví dụ, chúng ta thấy hình ảnh về cô giáo, chúng ta có thể nói là dáng người cô rất thon thả. Long lanh có nghĩa là có ánh sáng phản chiếu trên vật trong suốt, tạo vẻ đẹp trong sáng, sinh động. Cô ví dụ với các con hình ảnh ở đây, chúng ta có thể nói rằng giọt sương long lanh đậm trên lá. Còn từ tiếp theo đó là từ ức. Ức ở đây có nghĩa là ngực. Cô mời các con quan sát hình ảnh sau để các con hiểu rõ hơn về phần ức, chính là phần ngực ở trên cơ thể, đúng không nào? Tiếp theo là từ lai láng. Lai láng có nghĩa là tràn đầy khắp cả, như đâu cũng có. Cô có hình ảnh sau muốn cho các con xem để các con có thể hiểu rõ hơn về từ lai láng. Nhìn vào hình ảnh này, ta có thể nói mưa làm nước ngập lai láng. Tựa hồ có nghĩa là giống như. Như vậy, cô và các con vừa cùng nhau giải nghĩa một số từ khó hiểu. Bây giờ, cô mời các con sẽ đến với phần tìm hiểu nội dung bài đọc. Các con biết không, để tả vẻ đẹp cảnh biển lúc bình minh, tác giả đã dùng các từ ngữ rất là hay để tả đấy các con ạ. À, vậy các con hãy tìm trong câu văn đầu tiên những từ ngữ tả cảnh Hừng Đông Mặt Biển nhé. Nào, cô mời các con cùng thực hiện. À, dựa vào câu văn đầu tiên, chúng ta có thể thấy được từ ngữ tả cảnh Hừng Đông Mặt Biển đó là từ nguy nga và rực rỡ. Ngoài việc dùng các từ ngữ để tả vẻ đẹp của biển lúc bình minh, tác giả còn sử dụng hình ảnh so sánh để làm cho bài văn được hay hơn và có hồn hơn. Vậy thì hãy dựa vào đoạn số 2, các con hãy cho cô biết mảnh buồm nhỏ tí phía sau được so sánh với hình ảnh nào? À, dựa vào đoạn 2, chúng ta có thể thấy được rằng hình ảnh mảnh buồm nhỏ tí phía sau được so sánh với hình ảnh con chim đổ sâu lái, cổ rướn cao, sắp lên tiếng hót. Các con hãy đọc đoạn 3 và cho biết những thử thách mà chiếc thuyền đã vượt qua. Dựa vào đoạn 3, chúng ta thấy được rằng thuyền đã vượt qua thử thách là gió càng lúc càng mạnh, sóng cuộn ao ao đập vào mũi thuyền. Vậy thì qua những câu hỏi tìm hiểu vừa rồi, các con hãy cho cô biết câu văn nào nêu đúng nội dung bài. Các con hãy cùng suy nghĩ nào. À, cô tin chắc rằng tất cả các con đều có câu trả lời giống như cô, đó chính là câu cảnh Hừng Đông Mặt Biển nguy nga rực rỡ. Như vậy, cô và các con vừa tìm hiểu xong nội dung bài đọc Hừng Đông Mặt Biển. Qua bài đọc, chúng ta đã thấy được tình yêu của tác giả đối với vạn vật, với thiên nhiên, đúng không nào? Chỉ có yêu thiên nhiên, yêu việc vạn vật, nên tác giả mới có thể tả được vẻ đẹp của cảnh biển lúc bình minh một cách sinh động và có hồn như thế. Qua bài đọc, các con đã biết được những từ ngữ tả cảnh Hừng Đông
đó là từ nguy nga rực rỡ, và các con cũng thấy được hình ảnh so sánh mà tác giả đã sử dụng để tả cảnh hần đông mặt biển, đó là hình ảnh mảnh buồm nhỏ tí phía sau so sánh với hình ảnh con chim đổ sau lái, cổ rướn cao sắp lên tiếng hót. Và chúng ta cũng thấy được thuyền đã vượt qua thử thách là gió càng lúc càng mạnh, sóng cuộn ao ao đập vào mũi thuyền. Qua bài đọc, chúng ta càng thấy yêu hơn vạn vật, yêu hơn thiên nhiên xung quanh chúng ta, đúng không các con? À, từ đó các con hãy biết bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, vạn vật xung quanh chúng ta để chúng ta mãi có thể chiêm ngưỡng được những vẻ đẹp này nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô hy vọng rằng với những kiến thức cô vừa chia sẻ kết hợp với sơ đồ, các con sẽ học nhanh, nhớ lâu hơn kiến thức vừa học. Còn bây giờ, cô xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các con trong chương trình Siêu trí nhớ học đường lần sau.